Trời ơi chú em mày, ngày xưa thì rượu chè rồi cờ bạc, còn bây giờ chi thu làm ăn, nói năng thì lưu loát. Không nhận nha. Ôi trời ơi, từ hai bằng mà để trở thành hai phú đâu có đơn giản đâu. Nói anh nghe thử nào. Trời ơi, anh Tư nhắc lại chuyện hồi xưa em thiệt là thấy xấu hổ của anh luôn. Là sao? Mà anh ơi, cũng nhờ bà con khuyên răn và chính quyền tạo điều kiện cho em vay vốn, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, và em có được như ngày hôm nay. Cảm ơn nhà nước, cảm ơn đảng đã quan tâm em ạ. Anh Tư biết không, trời ơi em đổi đời rồi anh Tư ạ. Đổi đời rồi, được vậy anh chúc mừng chú em rồi nha. Còn anh, còn anh nha. Cái gì? Nói anh biết, anh đi đâu mà biệt tâm biệt tích một hơi, không có về quê gì anh Tư. À, anh còn làm cái nghề nghề thợ mộc còn không? Anh đổi nghề rồi. Đổi nghề? Đúng. Chú em biết sao không? Từ khi thực hiện chính sách đổi mới, đảng và nhà nước chẳng những khuyến khích mà tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân phát triển kinh tế. Chớp lấy thời cơ đó, anh lên tận miền núi, nhận đất trồng rừng, phủ xanh đồi núi trọc. Chú em biết sao không? Thú thật với chú em, anh bây giờ là chủ của một trang trại rồi đấy. Chủ của một trang trại? Đúng. Trời ơi, chúc mừng anh Tư nghe anh Tư. Anh giỏi thiệt đấy. Và biết sao, bây giờ trong cái chuyến về thăm quê lần này, anh cũng có một cái ý định là sẽ tìm người hùng vốn làm ăn đấy. Tìm người hùng vốn làm ăn? Đúng. Vì anh đã tìm hiểu xã mình từ khi đạt chuẩn nông thôn mới, thế mạnh đó là phát triển về chăn nuôi và trồng trọt, nhưng sản phẩm làm ra thì tiêu thụ không kịp, cộng với lại cái thời gian nông nhàn của bà con mình rất là nhiều. Chính vì thế mà anh định là làm. Em hiểu ý anh Tư rồi. Ý anh Tư muốn về địa phương để mà xây dựng nhà máy chế biến nông thủy sản để mà tiêu thụ sản phẩm nông dân, đồng thời giải quyết việc làm cho bà con, phải không? Trời ơi, không ra mà hiểu ý ông anh gì bằng chú em hết. Anh Tư ơi, sao? Lúc nãy nghe anh nói là về địa phương để mà tìm người hùng vốn làm ăn. Đúng. Vậy nếu không chê, cho thằng em xin phần một chân dưới nghe anh Tư. Trời ơi, làm sao mà thiếu phần chú em này được. Cảm ơn anh Tư đã tin tưởng thằng em. Này, hùng hạp làm ăn chuyện gì? Cho em hùng hạp với. Trời ơi, biết làm ăn cái chuyện gì mà đòi hùng hạp he. Thì hùng hạp làm ăn kinh tế nè, mà anh tính hùng hạp với ai? Trời ơi, kia kia. Biết ai không? Ủa, thằng cha là thấy quen quen ta. Quen ấy. Trời ơi, anh Tư Mộc phải không? Nhận ra rồi. Mộc đây. Trời ơi, anh Tư, trời ơi, đi đâu bây giờ mới về? Trời ơi, mừng quá. Này, vợ con anh có khỏe không? Rồi ba má anh sao? Rồi họ hàng thân bằng huyết thuộc có khỏe không? Trời ơi, anh quỷ ơi, bây giờ mới về. Thôi, chị bảy mít ướt, ơi. Trời ơi, chị hỏi thăm ảnh hay là chị trù ẻo anh vậy? Nè, giờ tôi thay mặt anh Tư, tôi giới thiệu cho chị bảy biết. Anh Tư hiện giờ chủ của một trang trại lớn nè. Đó. Chủ của một trang trại? Đúng. Thấy chưa? Em nhìn sơ qua là em biết anh Tư khấm khá, anh Tư đại gia, anh Tư giàu. Bảy, bảy. Bình tĩnh. Anh Tư, cho em hùng hai chân với nha. Thôi, trời ơi, nghe hùng hạp làm ăn kinh tế vậy thì ham quá đòi hai ba chân ha. Một chân thâu, còn nhường cho người khác dưới ha. Mệt quá, anh làm cho tôi tham lam lắm không bằng. Đúng vậy đó. Dạ, báo cáo với cô chú, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ. Thế thì mình vô mình tập đi. Dạ. Khoan đã. Khoan hò cái gì nữa, tập đến thì tôi về tôi làm công chuyện. Chị Bảy ơi. Gì vậy? Tôi có ý này nha. Mấy thợ anh Tư cái gì ở xã mình, anh thăm quê. Rồi sao? Mình mời anh tham gia cái đội văn nghệ của xã mình. Có lý không? Anh Tư từng là một cây văn nghệ xuất sắc của xã mình mà lại. Chứ sao nữa? Đúng rồi. Nè con. Dạ. Nói không phải khoe đâu nghe. Hồi trước á, cô với chú Tư đây á là một cặp song ca đình đám của xã mình đó. Vậy hả cô? Ừ, nói có sách mách có chứng. Anh Tư, sao? Anh nhớ cái lần mà anh em mình tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng không? Đó, cái lần đó, cái tiết mục song ca bài trời của anh em mình được huy chương vàng đó. Trời ơi, hay quá chừng à. Nhớ không? Nhớ như in.
Vậy thì hay quá. À, cháu mời chú Tư tham gia văn nghệ lần này ạ. Ờ, tham gia đi anh, tham gia cho vui. Tham gia nha chú. Tham gia anh Tư. Không được đâu. Sao tôi bỏ lâu lục nghề rồi. Trời ơi, anh Tư nói sao lục sao được mà lục. Ông bà mình có câu này: gừng càng già càng cay, đúng không cô bé? Đúng rồi. Nhưng mà cái bài bán của tôi nó cố lỗ xí rồi, nó không có phù hợp với thời đại bây giờ. Trời ơi, anh Tư nói sao? Cố lỗ xí sao mà cố lỗ xí? Hát bội, hô bài chòi, đó là bản sắc văn hóa độc đáo của người dân Bình Định mình. Chúng ta quay về với bản sắc văn hóa chính là thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 của Đảng. Anh Tư ơi. Đúng đấy chú Tư ạ. À, những làn điệu dân ca sẽ góp phần giáo dục thế hệ trẻ biết yêu những giá trị văn hóa của truyền thống dân tộc mình. Chú Tư biết không, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cho nên chúng ta cần phải phát huy và bảo tồn đấy ạ. À, đúng đấy. Đúng đấy anh Tư ơi. Anh Tư đồng ý tham gia đội văn nghệ nha anh. Ừ, tôi đồng ý liền. Này cháu ơi, có chú Tư mà tham gia trong đội văn nghệ của xã mình là mạnh thêm nè nghe. Dạ. À, vậy thì mọi người đã đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu tập đi nào. Dạ. Dân giàu nước mặn, dân chủ công bằng văn minh, đó là mục tiêu, là chủ trương của Đảng, đó là tài sản, là trí tuệ Việt Nam, là đạo đức văn minh, là niềm tin chiến thắng, là niềm tin chiến thắng. Toàn dân hành hai, đoàn kết bên nhau, kẻ trước người sau cùng nhau hợp sức xây dựng tổ quốc giàu đẹp văn minh, giữ vững niềm tin vào chủ trương đổi mới, vào chủ trương đổi mới. Đoàn kết là thắng lợi, đoàn kết là thành công, đó là lòng dân, đó là ý Đảng. Dẫu cho sông cạn, dẫu núi có mòn, lòng dân mãi sắt son, niềm tin theo Đảng, niềm tin mà theo Đảng. Sở dĩ dàn khó hướng tới tương lai, xây dựng lâu đài ấm no hạnh phúc, ấm no mà hạnh phúc. Qua rồi vất vả gian nan, quê trên thắng đưa giang. Vượt hồng dưới ánh bình minh, ngàn hoa đua nở chim trên cành tung tăng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 là hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Quê hương ta giờ đẹp lắm thay, từng mừng vui khúc hát lời ca, dân trào dân náo nức trong lòng, ngàn sắc hoa hòa tiếng hát, dâng lên đàn cộng sản Việt Nam. Ha 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 ha. Niềm vui thành
Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình sẽ phát trong ngày mai. Sáu giờ thời sự truyền hình Bình Định, 6:30 ca nhạc, 7:00 phim truyện Kẻ Thế Vai tập 7, 7:45 phim truyện Việt Nam Trái Tim Của Sói tập 1, 8:30 phổ biến kiến thức pháp luật, 9:00 thời sự truyền hình Bình Định, 9:05 phim hoạt hình, 9:40 khám phá thế giới, 10:05 truyền hình nhân đạo, Hội Chữ Thập Đỏ đồng lòng chống dịch Covid-19, 10:25 ca nhạc, 11:00 phim truyện Việt Nam Mật Danh D9 tập 6, 11:45 thời sự truyền hình Bình Định, 12:00 bản tin thị trường, 12:10 phim truyện Bắt Gặp Tình Yêu tập 19, 12:55 phim hoạt hình, 13:30 phim truyện Bố Là Tất Cả tập 1 và 2, 15:00 thời sự truyền hình Bình Định, 15:05 khám phá thế giới, 15:45 phổ biến kiến thức pháp luật, 16:00 phim truyện Việt Nam Hạnh Phúc Của Người Khác tập 27, 16:55 nghệ thuật và cuộc sống, Về Làng Bí Đao Khổng Lồ, 17:15 phim tài liệu, 18:00 phim truyện Mật Mã Tối Thượng tập 10, 19:00 tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền Việt Nam, 19:40 thời sự truyền hình Bình Định, 20:15 pháp luật và đời sống. Một số nội dung cần lưu ý trong triển khai thực hiện Nghị định 07/2021 của Chính phủ và Kế hoạch 87 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 20:35 phim truyện Lang Y Lược Danh tập 18, 21:20 bản tin thị trường, 21:30 phim truyện Việt Nam Chiếc Vòng Ngọc Huyết tập 7, 22:15 thời sự truyền hình Bình Định, 22:40 nghệ thuật và cuộc sống, Về Làng Bí Đao Khổng Lồ. Chương trình truyền hình Bình Định hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.